Xin được kính chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tuổi may mắn trong tháng 12 âm lịch này phải kể đến là những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đây là một trong những con giáp hiếm hoi được thần tài độ mạng trong tháng 12 âm lịch. Họ không những thành công về tiền bạc mà gia đạo và công danh sự nghiệp cũng viên mãn đủ đầy. Trong phần luận giải về tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh toàn cảnh của quý vị trong tháng 12 âm lịch này. Và đồng thời qua đó, thầy Gia Cát cũng chỉ ra cách hóa giải về lá số tử vi cho tuổi Bính Dần. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt thông tin chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh Lô Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ là người làm việc rất nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa và cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Dự báo trong tháng 12 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới thì sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Bính Dần, trong tháng này không thật sự tốt, công việc không thuận lợi nên thu nhập ít đi cũng là điều dễ hiểu. Bạn nên chi tiêu tiết kiệm, bớt những thói quen phù phiếm tốn kém và cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bính Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bạn cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế và sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người đi làm, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, mà hãy hình thành thói quen tốt cho bản thân. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không có cách nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, người tuổi Bính Dần trong tháng 12 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ. Bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Bính Dần lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết sức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Dần khá ổn định. Người tuổi Bính Dần có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến cho bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi Bính Dần không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân.
bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ từ Bính Dần sinh năm 1986. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đối với gia chủ Bính Dần sinh năm 1986, vận trình tình cảm không được tốt. Năm mệnh, đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Bính Dần, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người nhiều thiệt thòi trong chuyện này. Trong tháng này thì tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là một chuyến đi du lịch ở nơi xa hoặc là đoàn tụ gia đình dịp cuối năm. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Bính Dần, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kênh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Khuyên gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị đã phần nào nắm bắt được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ?
Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.